Ngày 9 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thông tin về trường hợp bị tai nạn giao thông vỡ tim được cứu sống nhờ kích hoạt bảo đông đỏ liên viện. Tiên lượng vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được ra viện. Trước đó, khoa cấp cứu đơn vị tiếp nhận nam bệnh nhân LVP 26 tuổi, Hải Lăng Quảng Trị trong tình trạng khó thở nhiều, tìm tái, vết thâm tím vùng ngực kèm theo đa chấn thương nghiêm trọng, tiên lượng nguy kịch, kịp trực đã kích hoạt quy trình bảo đông đỏ toàn viện. Kết quả khám cho thấy người này bị trang dịch mang ngoài tim, lượng nhiều, nghi do vỡ tim, đa chấn thương, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dựa sự chỉ đạo trực tiếp của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, quy trình bảo đồng đỏ liên viện được kích hoạt. Ekip phẫu thuật tim mạch kèm theo thuộc men trang thiết bị từ bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương có mặt tại cơ sở hay phối hợp phẫu thuật cấp cứu người bệnh. Dựa sự điều hành của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, phó trưởng khoa ngoại lồng ngực tim mạch Ê kịp các xương ức bộc lộ toàn bộ màng tim, máu đang chảy phục mạnh, lượng máu mất khoảng 2,5 lít. Kiểm tra thấy có lỗ thủng lớn kích thước khoảng 2 cm nên cả bác sĩ kẹp lỗ thủng khâu lại kiểm tra cầm máu. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tổng cộng 1.400 ml bổn đơn vị hồng cầu khối và 600 ml plasma bổn đơn vị plasma. Cuộc phẫu thuật thành công với sự phối hợp của đa chuyên khoa. Bệnh nhân được chuyển hậu phẫu tiếp tục theo dõi và hồi sức tích cực biểu hiện tiến triển tốt về tri giác, huyệt động. Sau rục nội khí quản đến sáng ngày 9 tháng 10, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, siêu âm tim cho kết quả tốt, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.